8 kiểu người dễ khiến đời bạn rơi xuống vực sâu. Các bạn thân mến, có câu gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Điều này hoàn toàn đúng trong các mối quan hệ xã giao suốt một đời người. Những người bạn gặp gỡ, quen thân xung quanh có tác động rất lớn tới cuộc sống của bạn. Có những người mang tới niềm vui, nhưng cũng có những người khiến bạn liên tục gặp rắc rối. Cùng lịch ngày tốt điểm danh, 8 kiểu người xấu có thể gây hiệu ứng tiêu cực cho cuộc sống của bạn. Nên tránh càng xa càng tốt nếu như bạn không muốn bị họ vùi dập cuộc sống an yên, hạnh phúc của mình. 1. Tránh xa kiểu người hay đưa chuyện. Hãy cẩn thận với những người cố tình dùng thông tin riêng tư để khiến cuộc sống của người khác lao đao. Chính họ cũng không biết đến sự tổn thương mình có thể gây ra cho người khác. Một kẻ có tính hay đưa chuyện sau lưng sẽ tạo ra môi trường làm việc tiêu cực, giống như bệnh ung thư trong doanh nghiệp. Tham gia vào những câu chuyện đó, dù không góp lời, nhưng có thể một ngày nào đó bạn trở thành đối tượng đưa chuyện. Hãy tránh xa những người luôn tò mò về cuộc sống của những người khác chỉ để thảo luận, nhìn mặt là biết ngay hay ngồi lề đôi mách. 2. Tuyết người có suy nghĩ tiêu cực, luôn trong trạng thái thất vọng. Nếu ai đó từ chối chịu trách nhiệm về lựa chọn sai lầm của họ, bộ phim lâm ly về sự tuyệt vọng của họ sẽ khiến cuộc sống của bạn thêm phần bi kịch, ăn mòn năng lượng và sự lạc quan của bạn. Những người luôn có quá nhiều lý do để biện minh cho sự thất bại và luôn chìm đắm trong tuyệt vọng sẽ không bao giờ có thể phát triển như mọi người. Tốt nhất bạn nên tránh xa đám mây đen nếu không muốn bản thân trở nên u ám. 3. Người ích kỷ, coi bản thân mình là nhất. Đây là kiểu người quá yêu bản thân. Họ có thể nói về bản thân họ rất nhiều, rất hào hứng mà không cần biết đối phương có lắng nghe hay không. Họ có thể luôn tìm kiếm lời khuyên từ bạn nhưng chẳng bao giờ hỏi xem bạn đang cảm thấy thế nào. Tiếp xúc với những kiểu người này, bạn sẽ luôn phải chịu đựng những chuyện phiêu lưu của riêng họ mà không thể chen vào một lời nào. 4. Kiểu người thích kiểm soát. Một số người luôn cố gắng khiến bạn nuối tiếc vô tận vì những vấn đề đã xảy ra. Một số khiến bạn đau khổ vô tận bằng những lời chỉ trích tàn nhẫn. Một số thường xuyên đánh giá về những người khác và khiến bạn rối loạn trong những câu chuyện phức tạp. Họ cố gắng kiểm soát bạn và khiến bạn cảm thấy cần giải thích cho mọi hành động của bạn đã làm để thỏa mãn thế giới quan tiêu cực của họ. Sau mỗi lần tiếp xúc, những người này khiến bạn mệt mỏi và cạn kiệt mọi cảm xúc. 5. Những kẻ không trung thực, sống giả tạo. Kiểu người này luôn tỏ ra là một người chỉn chu, sáng bóng nhưng tính cách thực sự của họ lại không khớp với bề ngoài. Sự thật là nỗi sợ hãi lớn nhất trong những người không trung thực. Họ không muốn biết người khác biết họ thực sự là ai. Họ che đậy và giấu giếm con người thật bên trong lớp vỏ bạn nhìn thấy hàng ngày. Theo nhà văn Tosh Bisson, họ không sống thành thật với chính họ. Vậy thì bạn còn lãng phí thời gian với họ để làm gì? 6. Những kẻ chém gió, nói hay, làm dở. Giám đốc tiêu thị Max Nukominski của hãng Sleipnerner đã dùng một thuật ngữ rất hay để chỉ những kiểu người này. A chair grabidian. Nghĩa là những người thường xuyên đưa ra ý kiến, góp ý về những vấn đề họ không có kiến thức hoặc rất mơ hồ. Tất nhiên, những lời khuyên không có cơ sở của họ sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn, thậm chí chúng có thể gây tác hại không ngờ. 7. Người hay ghen tị, đố kỵ. Họ luôn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu người khác giảm bớt thành công, thế mạnh hay sự khôn ngoan. Người đố kỵ thường cảm thấy họ xứng đáng được thành công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù bạn có cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng, thì điều đó càng khiến họ vẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của bạn. Dành nhiều thời gian cho tuýp người này sẽ khá nguy hiểm bởi họ khiến bạn tầm thường hóa những thành tựu và giá trị của bản thân. 8. Những người luôn coi nhẹ chuyện của người khác. Một vài vấn đề có thể nghiêm trọng với người này, nhưng lại quá nhỏ bé so với những người khác. Nếu bạn đang tiếp xúc với người luôn trấn an bạn với câu nói bình tĩnh nào, thì có vẻ họ cho rằng họ là người trưởng thành hơn, và mọi người khác đều hành động như những đứa trẻ. Họ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Những người luôn tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác sẽ không phải là một người bạn tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn sẽ luôn tìm được những người bạn đồng hành giúp cho cuộc sống của mình vui vẻ và thành công hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau của Lịch Ngày Tốt.